Soviet.vn và Dexter Mobile uy tín giá rẻ chất lượng hàng đầu Việt Nam còn có vòng quay cùng mini game vô cùng hấp dẫn, chương trình giảm giá tới tận 50%. Anh em nhớ lên shop ủng hộ Mua Việt nha. Hello cho bạn nhà, hôm nay Mùa Việt sẽ chơi về Synestia. Hiện tại thì đã bị anh em lãng quên. Một con tướng sát thủ vật lý, một con tướng kiêm xạ thủ, kiêm carry của team, kiêm late game. Thì cái việc hợp meta là quá khó luôn. Thành ra là chơi vị tướng này các bạn có thời gian farm, có mặt đầu game và có nhiều thứ. Những thứ gì thì mình sẽ chia sẻ với anh em ngày hôm nay. Làm thế nào để best Synestia, làm thế nào để chơi Synestia gánh team. Ok, let's go thôi. Nhưng mà trước hết anh em nhớ ủng hộ Mô Việt một xíu nha, một chút xíu thôi. Các bạn có thể like clip này, các bạn có thể comment ký tự bất kỳ trên clip này. Đó là những thứ tuy nhỏ nhưng mà ủng hộ Mô Việt rất là nhiều rồi đó anh em ơi. Ok, Tuberland đầu game là cứ cố đấm ăn xôi ăn bùa xanh làm chi. Bị phá rồi thì chuyển qua ăn quá nhỏ rồi ăn bùa. Chứ tình hình là các bạn cứ là 0-1, 0-2 thế này thì team chơi sao, dừng rồi chưa ăn được con bùa nào. Ây da. Rồi, chơi luôn. Chạy đi đâu này. Ok, double kill làm nhẹ con bùa xanh, mình ăn hộp bùa xanh cho. Chứ nãy giờ bạn mất tầm hơn phút ăn bùa xanh thì mình thấy bạn cực quá trời luôn. Ok. Quá ngon rồi. Và đấy là Toro phải chăm sóc bạn Tuberland nhiều hơn thì Tuberland mới chơi được. Với cả Tuberland lâng chưa một trước là thấy sai rồi. Đánh cao thủ thế này là các bạn chưa biết chơi Tuberland rồi. Các bạn phải xem lại clip hướng dẫn chơi Tuberland của Mô Việt nha. Cái việc mình solo với Ari thì mình thấy cũng khá là dễ. Tắt mấy thứ đi đã anh em ơi, đặc biệt là cái đây này. Đâu rồi? Vị trí tướng địch rìa màn hình. Cái này rất là khó chịu nha, thường là mình sẽ tắt đi. Mỗi khi làm clip tặng fan thì thấy anh em sử dụng rất là nhiều luôn. Và tất nhiên anh em muốn lên kênh của Mô Việt giống như bạn Thái sợ ma thì nhớ gửi cái biểu mẫu nha, gửi biểu mẫu ở phần mô tả video clip Mô Việt thì mình sẽ làm clip tặng các bạn ngay luôn. Tất nhiên là số lượng anh em lên kênh mỗi ngày chỉ 1-2 bạn thôi, nhiều lắm là 3 bạn. Đây là anh em cứ đợi nha, cứ gửi và đợi thôi. Nếu mà muốn được lên nhanh hơn thì mỗi ngày các bạn gửi một biểu mẫu. Mình ưu tiên làm những anh em tầm rank cao thủ mấy chục sao. Rồi các bạn nào có nhiều tướng, nhiều trang phục bằng học ok thì càng tốt. Rồi, cái quả này mình xuống là lượng mạng thôi. Thôi bỏ con thủy vật xử lý hai bạn này nha. Double kill luôn. Cái điều đầu tiên để chơi Synestia là các bạn phải sử dụng cái việc đổi cái trạng thái đánh gần đánh xa nó phải thật mượt mượt thì các bạn mới làm được. Điều thứ hai là sử dụng chiêu 2. Đấy. Rồi, đánh trúng tướng địch thì các bạn sẽ được huyết ấn. Rồi dùng cái huyết ấn ném ra thành cái huyết kiếm. Huyết kiếm trúng tướng địch sẽ gây rất nhiều sát thương vật lý. Và đây là cái đòn đánh xa rất là lợi của con Synestia, dùng để sốc đam, dùng để tấn công vào chủ lực tim mạng rất là tốt luôn. Trong những pha giao tổng thì con Synestia này không khỏe. Nên là các bạn cố gắng làm sao mà chơi Synestia đi lẻ farm, các bạn farm lẻ thôi. Và những trong pha giao tổng thì các bạn lấy được huyết ấn bằng việc tấn công từ những con tướng đánh gần và những mục tiêu khác gần thì mình mới sử dụng được huyết ấn và ném thành huyết kiếm được. Đấy, để cố gắng tích huyết ấn nha. Còn những pha solo ấy, thì các bạn phải dùng trạng thái là đánh thường, đánh gần nha, đánh thường một khoảng cách gần thì các bạn mới solo mạnh được, chứ solo mà đánh thương một khoảng cách xa không có được đâu. Nhất là khi anh em yếu máu và tướng địch yếu máu, cứ đánh gần là khỏe, auto là chém chết luôn, auto là solo thắng. Ok, có thể khoảng cách xa thì tất nhiên là sử dụng cái trạng thái đánh từ xa rồi, chứ không làm sao mà chạm vào tướng địch anh em ơi. Thì cách đơn giản nhất thì muốn solo là cái bật cái trạng thái đánh xa lên, sau đó anh em đánh thường. Đánh thường xong rồi các bạn dùng cái huyết ấn ném vào đầu tướng địch thành huyết kiếm đó. Sau đó anh em lướt cho một lên, anh em chém thường khoảng cách gần luôn thì các bạn sẽ auto khỏe, auto win trong cái pha solo nha. Mà cảm thấy mình yếu máu bật chiêu cuối luôn, đấy là đổi máu tướng địch.
Con này thì có thể nói là sao chép máu chứ phải không, thực ra là không phải đổi máu, nó sao chép máu thôi. Sao chép lượng máu của tướng địch. Tướng địch nhiều máu thì mình sẽ được nhiều máu, tướng địch ít máu thì mình sẽ ít máu. Anh em cũng bình tĩnh nha, mình có đồ rồi. Thế này mình xanh sớm nên mình đánh rất là dễ. Đấy, bạn ấy ôm trụ. Ôm trụ rồi. Chạy rồi. Đấy à, ơi vào đây mà chơi luôn. Không muốn chơi, bạn ấy không muốn chơi chứ nếu mà chơi là mình chơi khô máu luôn rồi. Thực ra việc AD đánh Sinestia thì tầm này là khó chơi. Thực sự nhất là khi mình có đồ. Mình có đồ sớm này là bạn ấy không thể chơi mình đâu. Mình áp lực dễ dàng với việc đánh khoảng cách xa. Ném vào đây, yếu rồi. Ở cái đồ con Celestia cùng cái phù hiệu thì các bạn theo dõi trên màn hình. Và vào ngọc thì các bạn theo dõi phần mô tả video clip mô Việt nha. Con này thì nếu mà lên đồ đam thì cần có tốc đánh sớm. Anh em có thể dùng ngọc tốc đánh với Celestia. Lên cái giày du mục cho Celestia. À quên, còn cái nữa đó là quan trọng nữa là đó là cái điểm hoa máu của Sinestia. Khi bạn tiêu diệt tướng địch các bạn được một điểm hoa máu. Nhớ là tiêu diệt tướng địch nha, còn hỗ trợ thì không có được đâu. Đó, các bạn sẽ dùng cái điểm này để dùng huyết tế, nhưng mà 7 điểm mới xài nha. Còn dưới 7 điểm thì anh em đừng có xài huyết tế làm gì. Nếu mà xài huyết tế thì các bạn sẽ tiêu cái điểm hoa máu đi. Và 7 điểm thì các bạn mới được hồi sinh luôn. Chứ dưới 7 điểm thì các bạn rất là phí cái điểm hoa máu này đây nè. Không dùng huyết tế khi mà dưới 7 điểm hoa máu nha. Ở đó là kiến thức cơ bản khi mà chơi Celestia. Con này quan trọng là các bạn phán tốt đầu game. Các bạn phán tốt, các bạn lớn nhanh thì con này có thể chơi đi lẻ rất là tốt. Những trường hợp mà nếu mà anh em được đi rừng và trận đấu này mình đi top thì không nói làm gì. Đi rừng thì anh em hoàn toàn có thể chơi chiến thuật đó là thường khanh một đường và gánh tốt thôi nha. Gánh tốt hoặc là thậm chí là các bạn có thể ở cái lên top thay top luôn nếu mà top di chuyển ganh hỗ trợ team nhiều. Chơi AD này đơn giản lắm, nghiêm ơn ném lên này rồi lướt cho một nao lên đánh thường này. Nói chung là để đánh con này tốt thì việc đổi trạng thái đánh gần đánh xa nó phải thật là mượt nha anh em ơi, thì các bạn mới chơi tốt con Sinestia này được đấy anh em ơi. Evo. Tầm này AD chưa đánh được mình đâu. Béo thì là cái bao cát để mình ấy à, đổi máu luôn. Thực ra là sao chép máu, mình sao chép máu của bạn đấy. Nếu mà bạn đấy nhiều máu thì mình được nhiều máu, nếu bạn đấy ít máu thì mình được ít máu, nên là hạn chế sao chép tướng địch là mình nhiều máu hơn tướng địch. Thì mình sẽ bị ít máu anh em ơi. Ok này, mình tiêu thụ mất 7 điểm rồi, hồi sinh luôn. Bây giờ mình không điểm hoa máu nha. Đã phải giết 7 đứa rồi. Đây là một trận đấu mình dùng huyết tế đâu đây có 1-2 lần là cùng anh em ơi. Không có dùng nhiều đâu. Tập trung đẩy đá anh em ơi. Cố gắng đẩy đường lên nè. Toro ơi đi cùng team đi. Đi cùng AD này. Toro lên xuống kia farm rồi. Ây da, quả cái tốc biến hút cũng khá là hay đấy. Nhưng mình còn chục cuối nha. Ây da, ui. Đồng quá anh em ơi, team bạn đồng quá. Mình máu tôi không phanh, không chém được phát nào luôn. Sau đi quả đấy đâu, lỗi mình nha, lỗi mình đánh gẩu quá. Đánh gẩu quá, đánh hơi hổ báo một tí. Quả đấy Toro về rồi, khó chơi. Trận đấu này thì mình phải có Toro mới chơi được. Bởi vì Toro tanker che đam cho sát thủ mới được chơi. Nhất là con Sinestia này, một con tướng theo kiểu là AD. Các bạn sẽ chơi theo kiểu AD ở thời điểm late game, các bạn sẽ bắn xa. Đó. Bắn xa nha. Nhưng mà cái việc mình sử dụng cái trạng thái đánh xa, sau đó ném huyết kiếm vào mặt tướng địch vẫn nên là kết hợp với việc là các bạn phải lao vô trạng thái đánh gần để chém thì nó mới đau được, mà các bạn mới cân team được. Đây là mình mới nói là việc các bạn chuyển trạng thái đánh gần đánh xa mượt thì các bạn sẽ chơi tốt Sinestia. Còn anh em chuyển chưa mượt
Mượt ở đây là như thế nào? Mượt là khi ở khoảng cách xa các bạn đánh được lên đối địch, nghĩa là mình đang ở trong khoảng xa. Nhưng mà khi khoảng cách gần này, anh em phải bật cái thằng anh gần, anh em lao vô chém luôn. Đó là các bạn căn đúng cái khoảng cách để các bạn tấn công. Thường thì cứ xa trước sau đó gần sau, bởi vì gần sau thì mình sẽ đánh phần trăm máu, ở đó bị yếu máu chém nhanh chết hơn. Nhưng mà đánh xa là máu tụt công phanh em ơi. Mình bị mất máu khi đánh thường rồi, xong đó thì đối địch còn đánh mình nữa thì mình sẽ chết nhanh hơn. Ở Toro đi trung tim đi, đi lẻ lẫy giờ, không cần bạn đẩy đường đâu. Tim đẩy đường rồi mà, Toro farm hơi nhiều, ở vàng nhiều nhất tim, nhưng mà trừ mình ra nha. Chứ mình bây giờ mình hack vàng làm sao mà bằng vàng mình được. Cho bạn farm cả ngày cũng không bằng luôn. Tu bờ đen cay Toro lắm. Nhưng mà không có Toro không win đâu bạn ơi, đừng mắng Toro nữa. Chờ này. Đó, anh em thấy chưa? Chém. Lém cái huyết kiếm nó quá đau luôn. Thường mình rất thích chơi kiểu vậy. Đó là mình sẽ lấy nội tại ở huyết ấn từ xa. Sau đó thì mình chạy lên mình ném cái huyết kiếm mặt chùa phía mạng, rồi mình lướt cái chùa một lên. Mình chém phát bay màu luôn. Nhiều khi mà các bạn xanh, các bạn có cái đồ xuyên giáp sớm ý, thì cái huyết kiếm nó sẽ tiêu diệt được cả tổ địch luôn ý. Quan trọng là các bạn tích được bao nhiêu huyết ấn thôi. Thôi mình bán hết quả này thì bạn đánh Toro. Đấy, các bạn phải đánh Toro thì team mình mới win được. Ở trên team bạn đánh Tolen rồi đánh Zil, đánh mình, nhất là đánh mình thì team mình không win được nổi đâu. Ok, 4 điểm hoa máu rồi. 3 thằng đánh con bò mắc ngư hư. Ơi thì quả đấy thì mỗi bò trên bản đồ thì đánh bò cho đánh ai. Nhưng mà đánh bò đúng là sai thật. Ui anh em ơi, một phát đánh thừa cuối luôn cái đầu bạn Navin luôn. Có lẽ thì trận đấu này cũng kết thúc ở đây thôi, và video của mình đến đây hết. Xin chào anh em, bạn clip tiếp theo, bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.